Hello cả nhà, thì hôm nay tiếp tục với series nấu ăn thì em sẽ làm một món cũng khá rất là miền Tây luôn nha anh chị. Là món cá tra nhúng giấm. Thì cách nấu như thế nào thì mời cả nhà cùng xem video với em nha. Muốn nấu được món này là trước tiên là phải đi ra chợ nha cả nhà. Đấy, là phải chạy ra chợ nha. Đó. Em đi ngang chợ em thấy người ta bán đồ quá nhiều luôn cả nhà ơi. Tại vì Tết tới rồi cho nên đó, nhà người đều ở ngoài chợ bán rất là nhiều. Người ta trưng bày hàng rất là đẹp. Thì bây giờ em quẹo qua cái chỗ gì bán cá ba sa ha. Cá ba sa cho em gọi là cá tra nha. Đấy, em mua một khúc ở phần bụng á, nó vừa có thịt có mỡ thì nhúng giấm ăn mới ngon nha. Mua xong á thì em quẹo qua cái chỗ gì bán rau. Em mua một ít rau nhúng giấm với những nguyên liệu để mình làm cái chấm nữa. Xong rồi thì về thôi, chuẩn bị bắt tay vào làm. Thì sáng giờ em với Ái Nhi cũng chuẩn bị xong rồi nha cả nhà. Bây giờ chúng em sẽ thưởng thức nha. Xong rồi em sẽ miêu tả mùi vị của cái món này cho anh chị em mình cùng nghe nha. Mời cả nhà cùng ăn với em nha.
Thì video của tụi em tới đây là hết rồi nha cả nhà. Và cái hương vị của cái món mà lẩu nhúng giấm cá ba sa á, thì nói chung á, đặc điểm cái món này là phải có giấm, nó sẽ tạo một cái vị chua ha, một vị chua, mình nêm thêm tí đường chua chua ngọt ngọt. Và đặc biệt là cái chén nước chấm nha cả nhà, phải là tương hột, để thật là nhiều xả, thật là nhiều đậu phộng vô thì nó mới tạo ra cái hương vị ngọt ngọt, mặn mặn và béo béo của đậu phộng nha. Thì video của tụi em đến đây hết rồi. Thì tạm biệt cả nhà mình, hẹn vào những tập video tiếp theo. Nếu mà cả nhà yêu thương Ti, hãy cho em một xin một đăng ký và bật chuông thông báo. Và mọi người hãy đón xem những tập tiếp theo của em nha. Tạm biệt cả nhà mình. Tạm biệt cả nhà.